Mới chào các bạn, ở đây mình thấy có một cái cục này là nó, nếu mà mình chế đồ đồ là hết ý luôn các bạn. Đây nè, nó một đầu vô một đầu ra nè. Ví dụ như mình có thể chạy bên này ít mà bên kia tốc nó lên cao cũng được. Đó. Cái này mà chế cái cầu xe hết ý ha. Mình chế rất là nhiều thứ. Cái này mình tăng cora lên vậy nè, mình tăng lên vậy là nó sẽ tự động nó chạy cái xe nè. Đó, đây là hàng bãi của Nhật các bạn. Đó, hàng bãi của Nhật. Bãi của Nhật. Cái này nếu mà bạn nào cần thì alo cho mình nha. Này mua về chế cũng được. Chế là hết ý luôn. Hàng nguyên zin của Nhật Bản thôi chứ không chê vào đâu được. Này mình chế làm thủy điện rồi ha, chung nhiều thứ lắm. Nó qua một cái bộ nhông, nhông ngang đây mà bộ mà các bạn nhìn thấy tốt ghê chứ. Đó, bạn nào mà muốn mua thì alo cho mình nha. Độc lạ luôn. Ngon dễ sợ. Cái chạy tới cái chạy lui các bạn. Tới đây. Cái này mình chạy bên này. Pô ly nhỏ nó qua hộp giảm tốc. Rồi, bạn nào mua thì alo nha.